mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gấp hạt giấy một cách đầy đủ và chi tiết hơn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Để gấp được hạt giấy này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn giấy dài như trong video. Các bạn có thể tự lấy kéo cắt hoặc là mua giấy đã được người ta cắt sẵn về. Giấy này là mình đã mua người ta cắt sẵn về và có trang trí họa tiết. Đầu tiên thì các bạn sẽ lật mặt trái của tờ giấy lại vòng một vòng và sau đó tạo như một cái nếp gút. Sau đó các bạn sẽ siết chặt lại nhẹ nhàng phần tay của mình để cho bốn cái góc của cái tờ giấy sẽ sát lại với nhau để tạo thành ngôi sao. Khi mà các bạn gấp giấy thì cần lưu ý là làm sao để năm cái góc của các mép giấy nó phải sát lại với nhau. Như vậy thì khi chúng ta bóp cái cánh của ngôi sao sẽ tạo được dễ dàng hơn. Tiếp theo thì các bạn sẽ gấp phần giấy còn thừa lại. Chúng ta sẽ gấp và đo cái phần giấy còn thừa bao nhiêu, cắt đi một đoạn ngắn hơn để khi chúng ta gấp và nhét vào nó sẽ vừa đủ. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng khéo léo nhét phần giấy còn thừa lại vào bên trong. Các bạn phải nhét kỹ vào, không được chừa một mép gấp ra bên ngoài. Như vậy thì cái hạt giấy chúng ta sẽ tỉ mỉ và đẹp hơn. Bây giờ các bạn sẽ gấp phần giấy phía dưới, chúng ta sẽ gấp lần lượt đều vào các cánh của ngôi sao. Khi gấp thì các bạn sẽ xoay ngôi sao để cái phần giấy gấp nó sẽ phủ đều hết tất cả các cánh. Lần này thì các bạn phải gấp thật chặt tay để khi chúng ta bóp phần cánh của ngôi sao lên nó sẽ phồng và đẹp hơn. Các bạn cứ gấp lần lượt đến như vậy, đến khi hết giấy, còn một phần giấy thừa thì chúng ta sẽ nhét vào phía trong cái nếp gấp. Các bạn nhét vào thật là kỹ vào để không bị bung ra bên ngoài. Mình có một số lưu ý dành cho các bạn là có nhiều bạn là gấp ngôi sao nhưng nó không đẹp như mình gấp, là tại vì các bạn xếp phần giấy nó không được chặt tay và giữa các cái cánh các bạn sẽ làm hở một khoảng, cho nên khi bóp nó sẽ không phồng lên được. Các bạn lưu ý làm cẩn thận và chặt tay thì sẽ đẹp được như mình. Khi các bạn bóp phần cánh của ngôi sao thì chúng ta sẽ bóp cánh đầu tiên, sau đó giữ một cái cánh đầu tiên và chúng ta lần lượt bóp các cánh còn lại theo chiều một vòng tròn. Làm như vậy thì cái ngôi sao chúng ta sẽ đều đặn hơn. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành hướng dẫn cho các bạn cách gấp một ngôi sao nhỏ bé xinh xắn. Đây sẽ là một món quà rất là ý nghĩa nếu các bạn có thể gấp thành nhiều ngôi sao để đựng vào trong hũ tặng cho người thân, bạn bè. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào!